何これ、おいおい、うるさい、ちょっと流行りじゃない、ごめんね。nó chừng chí á à, mùa đấy không mùa hè không biết luôn, đẹp hết mẹ ha. Thôi thấy em sao không, thấy luôn, thấy tuốt bắn luôn. Rồi thấy đấy. Ghê lố mọi người ơi. Nè, cô đây qua nằm này, qua đây. Cô lô à. Lễ hội đừng đi. Lễ hội. Bây giờ ẩm ẩm Adasi đi. Lễ hội làm giữa đường đi, lễ hội đừng đi. Đẹp ghê luôn á mọi người. Rồi. Adasi ơi, đẹp quá. Quá chất tử chưa đâu. Nè đi bước kia sao cũng học. Trời ơi, lung linh luôn. Quá trời đẹp, kéo con đen xuống xưa nữa. Rồi, quá trời đẹp luôn anh Ashi ơi. Rồi, qua đất nè. Là người ta đốt đèn nè mọi người thấy không? Có cái con gì nó tự dẫn chết chóng kìa. Đẹp hết mẹ ha. Tết Trung Thu bên mình mà làm như vậy là nó đẹp ha. Đẹp ghê. Đi, đây đây tiếp tục đi. Mọi người thấy không, ở vùng quê á, nó có nhiều cái đẹp lắm. Người ta đốt mà cái mấy cây tre nè mọi người, cái ở trong người ta để đèn cầy nè mọi người ha. Thấy không? Hả? Đẹp không? Thôi ơi, đẹp. Có đẹp không? Mai tô xí. Đẹp không? Tô xí có sai xí đi đi. Ờ. Cái này là Aki làm mấy năm rồi mới đi thấy lại á mọi người. Sao anh em có dụng em cái đứa? Ôi, khoảng 3 năm, 4 năm rồi mới thấy lại á. Kì đây nè, ớt rồi nè. À, ớt rồi, dạ, ớt là xì rồi, ớt rồi. Tổ mối. Thấy hình chưa? Ông đó mơ mốt về nhà mới, ông làm giống vậy nè mọi người. Trời ơi, con thích không? Đèn nhiều con thích không? Hả? Con thích không? Quá trời đèn luôn. Hôm nay là ngay dịp Trung Thu luôn mọi người, hết mẹ ha. Nay rằm tháng 8 nè. Việt Nam mình mà còn như ngày xưa á mọi người, trời ơi chắc ngày xưa mà con nít được cầm đồng đèn á mà ha, vui ha, giờ cũng hết rồi. Could I? Người bắt đầu đông dần rồi nè, chuẩn bị bắn pháo hoa nè. Đi đi xuống dưới mẹ ơi. Có tờ. が見える。
có mặt trăng kìa. Nè nè, quay mặt nó lại đây. Thế nào con nào cũng わった。終わりか。あ、まだまだまだ。 Kìa. Gì kìa? Thôi tôi ngủ cho rồi. Ê. あ、来れない。